Trả lời tôi đi, tại sao những thức ăn như thế này dư trong tủ lạnh để ngăn đông đá thì có phải là phí phạm không? Trời ơi mẹ ơi, cái vấn đề này là nó không phải thế đâu. Cái này là con đi chợ cho cả tuần ấy. Vâng ạ. Cô đừng có làm cái kiểu quan phí như vậy. Cô mà quan phí như vậy thì cô sẽ dạy cho các con của cô sẽ quan phí như cô. Tôi yêu cầu cô từ đây sắp tới nội quy tôi đưa ra thế nào thì phải làm đúng như thế đó. Cô Vàng. Dạ. Cô còn nhớ nội quy ăn uống mà tôi đưa ra không? Dạ thưa có ạ. Đọc lại cho tôi nghe. Dạ vâng thưa mẹ. Dạ thưa mẹ. Nội quy ăn uống trong nhà mình gồm 30 điều như sau. Điều 1, không được dùng đũa gắp thức ăn đưa thẳng vào mồm, mà phải dùng đũa gắp thức ăn đưa thẳng vào bát, sau đó mới từ từ đưa lên mồm nhai và nuốt. Con có làm gì mà không được đâu ạ. Tất cả các quy tắc của mẹ, các nội quy của mẹ con đều làm rất là răm rắp, ý như là bản chính ấy. Dạ vâng ạ. Vậy thì mỗi lần đi chợ tiền thối lại đâu, sao không đưa cho tôi? Dạ thưa mẹ, tiền mẹ đưa có dư đâu mà nó cứ xác chẳng sạc đi. Vâng ạ. Xác chẳng sạc vậy vâng, hả? Vâng. Ý là cô nói là tôi là mẹ chồng là trùm sò, là keo kiệt cái gì? Ý con muốn nói là con khen mẹ đấy ạ. Mẹ coi như là vừa tiết kiệm này.